Mới đây, chị Phan Thị Quế Hương, ngụ tại phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông tin phản ánh đến báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh để cầu cứu vì chị đã lỡ chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng của một người khác. Sau khi phát hiện, chị Hương đã liên hệ với người nhận để xin được nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, nhưng chờ mãi người này vẫn chưa trả. Từ vụ việc của chị Hương, pháp luật quy định như thế nào khi người nhận cố tình không trả lại số tiền mà người khác vô tình chuyển nhầm vào tài khoản của mình? Để tìm hiểu về vấn đề này, chuyên mục Nhận định đã có buổi trao đổi với luật sư Đinh Văn Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để nghe ông phân tích về những vấn đề pháp lý xoay quanh vụ việc này. Thưa ông, trên thực tế có nhiều người cứ nghĩ khi nhặt được của rơi hoặc nhận tiền chuyển nhầm thì việc trả lại hay không đó là quyền của họ. Luật sư có nhận định như thế nào về cách suy nghĩ này ạ? Cái việc nhặt của rơi hay là việc chuyển nhầm tiền thì đây không phải là cái quyền mà là nghĩa vụ bắt buộc của cái người nhận được phải hoàn trả lại cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Theo quy định của khoản 1 tại điều 579 của Bộ luật dân sự 2015 thì có quy định là người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu. Chủ sở hữu có quyền khác đối với tài sản đó. Nếu không tìm được chủ sở hữu thì chủ sở hữu có quyền khác đối với tài sản thì phải giao lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì luật nó quy định rất rõ chỗ này rồi. Thưa luật sư, nếu một người vô tình nhận được số tiền chuyển nhầm hoặc nhặt được của rơi mà cố tình không trả thì sẽ bị xử lý hành chính và chịu trách nhiệm hình sự ra sao ạ? Liên quan tới cái việc mà người trường hợp mà vô tình và nhận được số tiền nhầm hoặc là nhặt được số tiền mà cố tình không trả thì chúng ta có thể căn cứ theo cái khoản 1 của điều 579 của bộ luật là có nghĩa vụ phải hoàn trả, tức là người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó, và nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải báo cho cơ quan cá nhân nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, nếu chúng ta căn cứ vào khoản điểm D khoản 2 điều 15 của nghị định 144 2021 thì trường hợp này là trường hợp chiếm giữ tài sản của người khác thì không những áp dụng theo bộ luật dân sự mà chúng ta còn bị xử phạt vi phạm hành chính là mức phạt từ là 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra thì áp dụng điểm B thì khoản 4 điều 15 thì buộc phải hoàn trả lại, bắt buộc, tức là có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn trả lại. Và đồng thời nếu người chiếm giữ trái phép này mà cố tình không hoàn trả lại số tiền thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cụ thể theo khoản 1 của điều 176 của luật hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản của người khác thì người này sẽ đối diện với cái mức là tối đa là từ 3 tháng đến 2 năm tù. Trong cái trường hợp là điều này khoản 1 chỉ áp dụng trong trường hợp là đối với cái tài sản mà chiếm giữ là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng thì có thể là bị phạt cải tạo không giữ là tối đa là 2 năm và hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Thưa luật sư, vậy thì người nhận tiền chuyển nhầm hoặc nhặt được của rơi thì phải làm gì để tránh vi phạm pháp luật ạ? Thực tế thì đối với cái trường hợp này thì người mà nhặt được của rơi hoặc là chuyển nhầm tiền để tránh vi phạm pháp luật liên quan tới việc xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hiện nay cái điều 230 của bộ luật dân sự cũng đã quy định rất rõ cái trường hợp này. Thì để mà tránh cái vi phạm pháp luật thì đối với cái người nhặt thì chúng ta phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ở cấp xã hoặc là công an gần nhất để báo và thông báo rằng là mình có nhận đỡ cơ quan chức năng liên hệ chủ sở hữu hợp pháp của họ và tất cả các văn bản chúng ta phải điều lập bằng văn bản. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với cái việc chuyển nhầm tiền thì khi nhận tiền của người lạ thì chúng ta phải thông báo ngay cho ngân hàng đỡ ngân hàng thực hiện cái biện pháp gọi là kiểm tra cái giao dịch này. Trong trường hợp mà nếu chúng ta ngân hàng xác minh rằng là cái việc này có chuyển nhầm và thông qua một cái nghiệp vụ của ngân hàng, hiện nay là có ngân hàng nhà nước có quy định tại cái thông tư số 02/2019 của ngân hàng nhà nước có quy định ngày 28/2/2019 có việc là dùng thuật ngữ là tra soát, tức là tra soát nếu giao dịch này nhầm thì chúng ta cùng với ngân hàng sẽ tra soát lại cái giao dịch này, và nếu mà có dấu hiệu nhầm thì mình thông báo ngân hàng và các ngân hàng sẽ lập thành văn bản và sẽ tìm đến cái chủ sở hợp pháp đối với cái việc chuyển nhầm tiền này để hoàn trả lại. Thì chúng ta thực hiện đúng theo quy trình thủ tục như vậy thì người nhận được của rơi hoặc là nhận tiền thì có thể không bị vi phạm pháp luật.
Xin cảm ơn ý kiến của luật sư Đinh Văn Tuấn. Thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Uống trà sữa Tơ Thanh trà sữa không độ tăng nhiệt cấp bộ ăn chúng nhiều tiên dư tiên. Nóng trong người ta uống ngay Dr. Thanh nào cùng chính loại thảo mộc tự nhiên thanh lọc từ mát truyền Dr. Thanh thanh nhiệt tươi mát sống hết mình cùng nhau mang đi trà khắp mọi nơi thanh, tươi mát thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Uống trà sữa Tơ Thanh trà sữa không độ tăng nhiệt cấp bộ ăn chúng nhiều tiên dư tiên. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.